chào tất cả các em. Tiếp nối video ngày hôm qua thì hôm nay chị sẽ giả ngất để thử lòng bạn Thộn và bạn Thốn. Không biết phản ứng của bạn Thộn và bạn Thốn sẽ như thế nào khi mà chị bị ngất đi nữa. Không giả chết đi. Thả chết à? Đâu có chết được. Chết thì không thể nào giả được, mà chỉ có ngất giả được thôi, chứ chết thì không thể nào giả được. Chết là chết thật luôn đấy. Nếu mà giả chết thì em phải bịt mũi lại, không được thở nữa. Không được. Không được như thế là quá nguy hiểm đúng không? Chúng ta chỉ có thể giả ngất thôi các em ạ. Theo như anh thấy thì anh đã được xem rất là nhiều phim thì có những cái chú chó rất là thông minh, khi mà chủ gặp sự cố hay là chủ gặp phải tình huống nguy hiểm thì những chú chó đấy đã biết cứu chủ. Đây, Thộn đây, Thộn là một chú chó thông minh. Không biết là Thộn và Thốn có nhận ra được cái tình huống nguy hiểm của chị Thơ hay không và có biết cứu chị Thơ hay không, thì qua video này thì chúng ta hãy cùng xem nhé. Thộn và Thốn là chú chó thông minh đấy. Đầu tiên thì anh nghĩ là chị Thơ sẽ giả ngất đơn thuần thôi, xem phản ứng của hai bạn này như thế nào. Và sau đó thì tình huống thứ hai thì chị Thơ sẽ giả ngất khi đang ăn. Không, chị Thơ sẽ ăn xúc xích và giả bộ như là bị hóc xúc xích và ngất. Đấy, để xem là hai bạn ấy sẽ cứu chị Thơ trước hay là ăn xúc xích trước. Tình huống thứ ba thì chắc là một tình huống vui, đó là anh và chị Thơ sẽ bỏ mặc Thộn bơ vơ ở nhà và dẫn Thốn đi chơi để xem phản ứng của Thộn như thế nào. Không biết là Thộn có ghen hay không nữa. Chứ bình thường nếu mà Thốn ngồi vào lòng chị mà bạn Thộn không được ngồi vào lòng chị là bạn Thộn ghen kia mà. Bây giờ thì bạn Thộn đã hiu hiu buồn ngủ rồi này. Đấy, bạn Thộn ngủ chưa đẩy giấc mà. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bắt đầu nhé. Hai bạn ấy ngủ. Bây giờ thì bạn Thộn và bạn Thốn có vẻ như là không chú ý đến chị cho lắm. Các bạn ấy đang chơi với nhau kia mà. Giả bộ chơi với bạn Thốn một tí xíu, sau đó ngất ra xem là bạn Thốn sẽ phản ứng như thế nào nhé. Thốn đi tìm Thộn các em ạ, chơi một mình không vui. Hình như Thốn không để tâm đến chị bằng việc để tâm đến Thộn các em ạ. Nên đi cứu ai trước? Và bây giờ Thốn đang đi cứu Thộn đây. Thốn là một người có tâm hơn Thộn em ạ. Thộn ở trong đây hả? Ui dạ ơi, Thốn đã cứu được Thộn rồi em ạ. Rồi bây giờ tiếp theo chị sẽ cho bạn Thốn vào trong nhà một mình để... Lúc này thì bạn Thốn đã bị nhốt em ạ. Chị cũng chơi với bạn Thộn một tí xíu, sau đó giả ngất xem là bạn Thộn sẽ phản ứng như thế nào. What?
bên một người vô tâm. Được lắm. Được lắm. Và như vậy sau 3 màn thử thách vừa rồi thì anh nhận thấy rằng bạn Thộn và bạn Thốn không thực sự yêu thương chị Thơ cho lắm. Có mà. Mấy đầu thì có Thốn ở trong màn thử thách đầu tiên thì Thốn đã khều tay của chị Thơ và đã có vẻ như là lo lắng một chút xíu, nhưng mà sau đó thì Thộn lại khều Thốn ra và cắn lấy chân của Thốn, đòi chơi dẫn với Thốn. Và Thộn trong tình huống thứ nhất thì không hề lo lắng gì cả. Ở trong tình huống thứ hai thì bạn Thốn của chúng ta cũng đã khều chị Thơ một chút, khều sơ sơ thôi. Thì anh cũng đã nhìn thấy được một chút ít gọi là... Em thấy Thốn còn gặm tay em gọi em dậy đấy. Giống như kiểu là cứu hộ đúng không? Đúng rồi, gặm tay em. Nhưng mà sau đó thì Thốn không biết cách nào khác để gọi chị Thơ, cho nên là Thốn... Mà Thốn lại còn nghe thấy giọng của Thộn. Đáng ra là Thốn chưa bỏ cuộc việc cứu chị đâu các em ạ. Nhưng mà Thốn nghe thấy cái tiếng sủa của Thộn cho nên là Thốn phân vân không biết là không biết nên cứu Thộn trước hay là nên cứu chị trước. Vì vậy Thốn đã quyết định là ngồi gãi chân. Khó quá thì chúng ta bỏ qua nữa nhỉ. Còn đến Thộn thì chị thấy rằng lúc đầu khi mà chị ngất đi, bạn Thộn rất là lo lắng. Bạn Thộn đã nhảy lên đầu chị này, nhảy lên người chị này. Rồi bạn Thộn nặng như thế này mà nhảy lên người chị thì rất là mệt mỏi luôn em ạ. Có vẻ như là ba bạn này có... Hai bạn này hai bạn này có nhìn nhận được sự việc là khá nghiêm trọng. Tuy nhiên là hai bạn này vẫn chưa biết cách để cứu hộ như nào. Chắc là cần phải được đào tạo thêm. Và... ai cũng phải được dạy về anh cứu hộ. Cũng có thể là cái tình huống này chị chưa đưa ra thì chưa nghiêm trọng lắm. Cho nên các bạn ấy nhìn ra rồi, nhìn ra đây là chỉ là giả vờ thôi, cho nên là hai bạn ấy rất là hững hờ. Và bây giờ sẽ cái là bên tình... người vô tâm. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà bây giờ mà chị Thơ giả bộ ăn xúc xích bị ngất hoặc là bị chết đi thì anh nghĩ là chắc là hai bạn này sẽ vồ lấy cây xúc xích trước thôi. Nhưng mà em vẫn muốn thử, em tin rằng lần này em đã đặt hy vọng không nhầm chỗ. Có nghĩa là em vẫn muốn thử thêm một thử thách nữa đối với hai bạn cún của chúng ta đúng không? Đối với thử thách này thì hơi khó hơn cho bạn Thộn, tại vì đối với Thộn em nghĩ rằng Thộn thì xúc xích thì là cả một bầu trời. Cho nên là chỉ cần Thộn chú ý đến em, liếc đôi mắt qua em hoặc là chạy lại chỗ em ngửi ngửi một miếng thôi là chấp nhận là bạn Thộn thương em nhá. Okay. Thương em gần bằng xúc xích nhá. Nếu mà Thộn tìm đến em trước thì có nghĩa là Thộn thương em. Dạ. Còn nếu mà Thộn tìm đến cái đó trước thì... Đúng rồi ạ. Bây giờ trên tay của chị đang là một cây xúc xích và hai bạn ấy đang nhìn chị rất là chăm chú. Tiếp theo chị sẽ đưa xúc xích vào miệng ăn. Ngon quá. Thốn còn đứng đó để quan sát, trong khi Thộn thì em nhìn này. Và bây giờ hình phạt dành cho Thộn sẽ là... Bởi vì bạn Thộn không yêu thương chị mà chỉ yêu thương đồ ăn thôi, cho nên chị sẽ phạt bạn Thộn bằng cách này. Thốn ơi, ra chơi nhá Thốn nhá. Thốn ơi này, Thốn đồ ăn của em này. Thốn này, Thốn!
kêu dạ. Tiết vậy. Đây, đây. Rồi, rồi, đây, đây, đây. Rồi, xong nhá, chị đi tiếp nhá. Thốn ơi về nè, Thốn, Thốn ơi về nè. Oscar. Thốn ơi về, Thốn ơi. Thốn, đi về nè. Thốn đòi hỏi như vậy là một chú chó hư nha Thốn nha. Nếu mà chị để cả hai bạn ở trong đây thì không biết là bạn Thốn có đòi hỏi không, các em hãy nhìn nhá. Thốn đang khóc đấy các em ạ. Thốn đang khóc đấy. Rồi, 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 đây. Đây, cho chạy ra một tí. Rồi. Thốn thì không đòi hỏi như vậy. Thốn chạy qua nhà hàng xóm là sủa luôn, Thốn hư quá. Thốn. Thốn, đi về nè. Đi về. Thôi. Để cho Oscar yên. Đi về nè. Đi về nào, đi về. Qua video này thì chị nhận thấy rằng bạn Thốn của chúng ta dạo gần đây chưa được ngoan cho lắm, nếu không muốn nói là khá là hư. Cho nên chị phải nghiêm túc dạy dỗ lại bạn Thốn một cách đàng hoàng mới được. Thốn nhá, từ giờ chị sẽ nghiêm túc với em. Video của chị đến đây cũng là kết thúc luôn. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những lần sau. Đi vào nha.